gì canh 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 ba gì đó, coi chừng củi lửa gì đó. Ê, tôi mới lãnh được cái vai mà gọi là đi đi canh canh cái vụ gì mà quên rồi ta, ở người Trung Hoa đó, gác đêm. Ờ, gác đêm cứ gõ vậy là được nè, gõ vậy là lấy tiền đúng không? Nói lấy tiền cái gì đó là cái gì canh ba gì đó, coi chừng củi lửa gì tùm lum gì đó, người ta hay đập cái có cái ông gì cũng hay đi kêu đó. Gác đêm. Gác đêm bên Trung Hoa. Ê, một tháng được 200.000 luôn á. 200.000 đô á hả? Không, 200.000 đồng á, cứ tối là cứ 10 từ 10 giờ là ông đi từ một cái gì? Canh 1, canh 2, chỉ gõ 2 canh thôi. Ừ. Còn canh 3 gác lại. Canh 3 đó là mình thích gõ, không thích thì ngủ. À, bây giờ là tôi vô, tôi ngủ một chất tới canh nhất là tôi đi gõ lần. Canh nhất là mấy giờ? Tôi cũng chưa hỏi người ta mấy giờ. Tôi biết canh nhất, canh 1, canh 2, canh 3. Đúng không? Anh từng xài cái chảo. Em hỏi anh một câu nữa nè. Cái lỗ này dùng để làm gì? Treo. À, treo. Một cái nắp đinh vô. Đúng, treo. Treo. Rõ ràng. Đúng, rõ ràng là treo. Rồi vậy là tôi đi gác đêm được chưa? Chưa được đâu. Thì nếu không thuận. Anh đi làm đêm đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ đói. Đi đêm đói lắm. Đúng rồi. Canh 1, canh 2, canh 3 nó chênh lệch nhau bao nhiêu giờ ta? Mà giờ đó đói. Nhưng mà canh 2 giờ thì phải. Ê, canh 2 giờ đúng không ông hàng xóm? Ê, canh mấy giờ ta? 1 giờ, 2 giờ là... canh 2 là 11 giờ. Đồ, vậy nó bậy rồi, thôi đừng nghe. Nó bậy rồi chắc luôn. Không có nói bậy rồi. Canh 2 12 11 giờ. Giờ chứ đi, canh 2, canh 3 là từ... Thôi giờ hỏi đại gia đình mình đi. Rồi, 1 canh mấy giờ, em nghĩ là 1 canh 2 giờ. 1 canh 2 giờ nhưng mà bắt đầu cái canh 1 là từ mấy giờ? Để tôi đi tôi gõ nữa. Anh chỉ biết là giờ ngọ là bắt đầu từ 11 giờ đến 1 giờ. Đúng rồi, canh 2. Từ đó mà tính ra thôi. Rồi, rồi. À, chứ là vậy đi. Ừ. Rồi. Rồi, khi mà anh đói đúng không? Đúng. Cái lỗ này dùng để làm gì? Thì tôi đã nói là một là cột cái dây đi, tôi đi gác đêm là phải cột cái dây vô rồi đó. Không biết ai mà tờ bài 4.0 còn đi gác đêm. Anh tự chế ra không? Không, thiệt mà. Dạ. Yeah. Tôi mới lãnh được một tháng là chỉ cần mình đi về, chỉ cần mình đi ra mình gõ từ cái đầu làng đến cuối làng chừng 3 cây số thôi, đi bộ đó nha. Ừ. Chạy xe thì nghe tiếng ồn, xe đâu có nghe tiếng này. Ừ. Gõ rồi bắt đầu đi về ngủ. Canh tới giờ canh 3 canh vậy đi. Đi tuần đêm này để bảo vệ khu phố xóm vậy phải không? Đúng đúng đúng. Rồi, ok. Cái này á, mục đích của cái này thường thường nó là để treo đúng không? Đúng. Không phải đâu. Thường thường á, công dụng thứ hai nó dùng để anh kế này nè. Mục đích làm gì không? Khi mà anh nấu á, ủa anh không xài cái xào kia hả? Cái cầm nó đi gõ đêm mình được xào kia, cái này nó mới vang với cái kia chứ. Uống cái xuống. Khi mà anh chiên đúng không? Dầu mỡ dính đúng không? Đúng rồi. Anh bỏ ra ngoài là dính, anh bỏ ra ngoài là dính. Thì anh bỏ đâu? Thì bỏ trong chảo. Thì bỏ trong cái chén. Này dơ thêm chén nữa. À. Anh ăn nóng bỏ trong chảo thì sầm được. Ừ, cũng đúng không? Cho nên á, anh phải cầm cái này nè, anh gác ngược lên đây nè. Đúng rồi. Thấy không? Nó bằng thẳng luôn chưa? Rớt xuống đây luôn bây giờ. Đúng rồi, rớt xuống luôn mà. À, dầu phải rớt xuống đây, nó phải dơ. Cái mục đích nó tạo ra cái lỗ này, mục đích là để cho anh treo. Thứ hai là để anh gác cái đồ xào của anh lên đây để cho dầu anh nó rớt lại xuống đây. Phải dính trên bếp, để dưới bếp thì dính bếp, mà để chén dính chén, còn để ở ngoài thì nó càng dơ và gọi là không vệ sinh. Đúng. À. Cho nên ta phải sản xuất cái lỗ này nó hợp với những cái cây như thế này. Sao đây mà? Là một cách mà ít ai biết. Đồ vậy là cái này là dùng để như vậy cũng được. Ví dụ tôi cái là tối tôi xào mì để ăn đúng không? Ừ. Là tôi đốt lửa dùng ngoài đường mà. Tôi đốt lửa xong tôi nó xào ra là mình cắm đây cái là khi đó là cho nó vô đây cho nó vệ sinh đúng không? Đúng rồi. Mục đích của cái lỗ đây là để chúng ta hứng lại dầu mỡ một phần. Gáp lại để hứng dầu mỡ. Đó, ok vậy nha. Ê, bây giờ vậy nè. Cái cách ứng dụng của ông nó bảo đảm là sẽ nhiều người tận dụng đó. Chắc chính xác rồi đó, ừ. Đúng không? Rồi để tôi đi vô nhà tôi đặt cái thùng. Đó, ok nha, đây là một cái liệu rất hay nha. Củi lửa.